khám biển ly kỳ và thú vị về cà phê. Cà phê có từ khi nào, tại sao nó lại có tên gọi là cà phê và có hay không những ly cà phê được làm từ phân của động vật? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Ở đây có bạn nào thích uống cà phê hay không thì comment ngay vị cà phê mà các bạn thích nhất xuống phần bình luận phía bên dưới nha. Các bạn thân mến, từ lâu thì cà phê đã trở thành một thức uống vô cùng phổ biến và gần như không thể thiếu đối với rất nhiều người. Ước tính trung bình mỗi ngày trên thế giới có khoảng 2,25 tỷ tách cà phê được tiêu thụ, với hương vị thơm ngon giúp chúng ta tỉnh táo và thư giãn hơn để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, uống cà phê bao nhiêu lâu rồi nhưng chưa chắc chúng ta đã biết hết tường tận những biển ly kỳ và thú vị về chúng đâu. Vậy thì đó là những biển bất ngờ ra sao? Các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên đó là nguồn gốc ra đời của cà phê. Các bạn thân mến, cây cà phê được phát hiện một cách vô tình tại đất nước Ethiopia bởi một anh chăn dê có tên là Kadi. Khi thấy đàn dê của mình nhảy múa một cách dường như không biết mệt sau khi ăn những trái chín màu đỏ, Kadi cũng ăn thử những trái màu đỏ đó và thật ngạc nhiên, anh cũng cảm thấy thật sự thoải mái và tỉnh táo. Kadi hái những trái đỏ mang đến cho vị giáo trưởng của mình và nói về sự kỳ diệu của những trái đỏ đó mang lại. Nghe xong, vị giáo trưởng tỏ vẻ giận dữ, hất đổ tất cả những trái đỏ đó vào đống lửa. Ngay sau đó, mùi thơm quyến rũ của những trái đỏ bị đốt cháy đã thật sự thu hút sự chú ý của các vị giáo sư khác và họ lập tức lấy những trái đã bị cháy, ngâm trong nước và uống. Kỳ lạ thay, các giáo sĩ hoàn toàn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng và giúp họ cử hành những nghi thức cầu kinh suốt cả đêm. Từ đó, thức uống này được phổ biến trên các thánh đường Hồi giáo và trở thành thức uống bắt buộc trong các nghi lễ cầu nguyện của các giáo sĩ. Chính những giáo sĩ Hồi giáo đã làm cho cà phê trở nên phổ biến trong thế giới Ả Rập. Ban đầu, cây cà phê thuở xưa chỉ được trồng ở khu vực châu Phi và Ả Rập. Sau này, vươn mình ra khỏi lãnh thổ châu Phi, cà phê theo dấu chân ngựa của những người lái buôn đến Ai Cập, sang Thổ Nhĩ Kỳ, vượt địa Trung Hải, Biển Đen và đến Ý, lan rộng sang nhiều quốc gia châu Âu khác như là Anh, Mỹ, Hà Lan hay là Đức v.v. Và chỉ trong vòng 100 năm đã xuất hiện thêm rất nhiều loại cà phê mới, cũng như cà phê đã trở thành một loại hàng hóa phổ biến nhất. Đến thế kỷ 18, cà phê trở thành một trong những giống cây trồng đem đi xuất khẩu có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Và vào những năm 1850, thì những người lính Pháp đã mang cà phê về Việt Nam, một giống cây cà phê chè hay Arabica và được trồng ở các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Ninh Bình, cũng như một vài tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Sau đó xuất hiện thêm vườn trồng cà phê mít Coffee Excelsa. Và trong khoảng một thời gian lâu sau đó thì những người Pháp mới bắt đầu trồng các vườn cà phê ở khu vực Tây Nguyên và Tây Nguyên cũng trở thành vùng đất nổi tiếng màu mỡ với hàng ngàn hecta diện tích cà phê. Trải qua nhiều sự thay đổi và phát triển cho đến những năm 1990, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê đứng đầu Đông Nam Á và là nhà sản xuất xuất khẩu cà phê xanh đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Brazil mà thôi. Và đó là lịch sử của cà phê. Vậy thì tại sao nó lại có tên gọi như vậy nhỉ? Các bạn hãy cùng mình khám phá phần tiếp theo nhé! Thứ hai, bí ẩn tên gọi của cà phê. Các bạn thân mến, mỗi quốc gia trên thế giới hiện nay đều sở hữu những cái tên gọi riêng đối với cà phê. Ban đầu, người châu Âu gọi cà phê với cái tên đó là rượu Ả Rập. Và từ coffee có xuất xứ ban đầu theo tiếng Ả Rập đó là Aquas Arun. Cụm từ này sau đó được rút gọn thành từ Khawa và sau này biến tấu thành Kavel bởi người Thổ Nhĩ Kỳ. Dần dần, từ này chuyển thành Coffee trong tiếng Hà Lan và cafe trong tiếng Ý. Cho đến hiện tại thì nó có tên phổ biến trong tiếng Anh đó là coffee. Và như mình đã nói, loài cây này được người Pháp mang đến Việt Nam. Vì vậy mà từ cà phê tiếng Việt có nguồn gốc từ chữ café trong tiếng Pháp. Và có thể thấy rằng sự đa dạng về cách nói, cách viết, cách đặt tên đã minh chứng cho sự phủ sóng rộng rãi của loại đồ uống này cũng như tuổi đời lên tới hàng thế kỷ. Không chỉ có hương vị thơm ngon làm mê đắm hàng tỷ người trên thế giới mà cà phê còn biểu hiện cho giá trị văn hóa riêng biệt ở nhiều quốc gia. Ngày nay các bạn có thể tìm thấy hàng loạt các món cà phê thơm ngon với những tên gọi đặc biệt khác như là espresso, cappuccino, latte, mocha, americano, coffee brew v.v. Vậy thì để làm ra một ly cà phê thơm ngon có khó không nhỉ? Theo dõi ngay phần tiếp theo để biết nhé! Thứ ba, quy trình và công đoạn sản xuất cà phê. Tạo ra một ly cà phê thơm ngon là tổ hợp của rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, tuyệt đối trong từng khâu. Đầu tiên đó là thu hoạch. Việc thu hoạch cà phê được thực hiện hoàn toàn bằng tay sẽ giúp thu hoạch được những trái chín hoàn toàn, đảm bảo được chất lượng cà phê đồng đều nhau. Tiếp đến là bước sơ chế làm sạch. Trái cà phê được rửa sạch, loại bỏ các tạp chất như là cát, sạn, vỏ, lá, cành v.v. và sau đó ngâm nước để có thể tách hoàn toàn phần vỏ bên ngoài của trái cà phê. Tiếp đó là công đoạn phơi khô dưới ánh nắng mặt trời và cuối cùng là khâu lựa chọn các hạt theo kích cỡ sàng 14 hoặc 16 nhằm mang đến những sản phẩm cà phê với kích thước đồng đều nhau.
Bước tiếp theo là phối trộn cà phê. Người ta thường phối trộn hương vị cà phê Robusta với Arabica để tạo ra các hương vị khác nhau. Sau đó thì cà phê sẽ được đi rang bằng cách rang máy rang truyền thống hoặc máy rang hiện đại, rồi được bảo quản nhằm giữ được hương vị và mùi thơm đậm đà, thơm ngon nhất. Bước tiếp theo là phải xay cà phê. Và khi bắt đầu thưởng thức thì bạn có thể đem những hạt cà phê đã rang tiến hành xay hoặc nghiền nhằm cho ra những sản phẩm cà phê bột. Và cuối cùng là đóng gói sản phẩm, thế là xong. Kể ra thì quy trình cũng phức tạp ghê ấy. Có mỗi cái khâu bỏ vào mồm uống là dễ thôi. Và các bạn ạ, có một loại cà phê không đơn thuần chỉ mọc ra từ cây đâu nha. Mà các bạn biết nó chui ra từ đâu không? Bình tĩnh theo dõi tiếp, không thì lại nôn ngay ra đấy. Thứ tư, bí ẩn cà phê làm từ phân. Ôi, các bạn có tin được không? Có những ly cà phê thơm ngon lại được làm ra từ phân động vật như là voi, chim hay là chồn đấy. Tất nhiên không phải là người ta trộn phân mấy cái đứa kia ị ra xong trộn vào cà phê rồi cho khách uống đâu, mà là sau khi động vật ăn cà phê vào bụng, lớp thịt của hạt cà phê sẽ được tiêu hóa. Phần nhân trong quá trình đi qua hệ tiêu hóa của chúng sẽ gặp các enzyme và xảy ra quá trình lên men tự nhiên. Nhân được thải ra ngoài qua quá trình xử lý kỹ lưỡng để cho ra những loại cà phê phân có hương vị cực kỳ là đặc trưng và độc nhất. Nghĩ thì có vẻ hơi ghê, nhưng đây là những loại cà phê lại có giá vài chục triệu đồng, đắt hơn cả vàng luôn. Đầu tiên là phải kể đến phân của những con voi sống ở vùng Tam Giác Vàng, Thái Lan, được sử dụng để tạo ra một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới, hay còn gọi là cà phê ngà đen. Vào năm 2012, chỉ cần 0,45kg cà phê ngà đen là đã được bán với giá tận $500, tức là rơi vào khoảng 11,5 triệu đồng. Và chỉ cần uống một cốc nhỏ nhỏ thôi là cũng mất toi $50, tức là mất 1.150.000 rồi đấy. Và một loại hương vị cà phê khác đến từ phân chim Brazil. Nông dân địa phương sẽ tìm những hạt cà phê chưa được tiêu hóa trong phân của các loài chim hoang dã tại Brazil. Loại cà phê phân này được xem là thành phần quý tộc trong giới cà phê, có giá 700 bảng mỗi kg, tương đương với khoảng 21 triệu đồng. Và quán quân trong giới cà phê đắt đỏ thuộc về cà phê trồn, đặc biệt là cà phê trồn Kopi Luwak của Indonesia. Người phương Tây thường gọi đây là cà phê phân mèo, với giá vào khoảng 35-100 đô la, bay nhẹ khoảng 800-1,2 triệu một cốc rồi. Và một cân cà phê nguyên chất xịn sò lên tới tận 60 triệu một cân cơ đấy nha. Nghe những người uống rồi bảo là hương vị của loại cà phê này thơm ngon lắm, nhưng mà uống thì cứ uống thôi chứ đừng có mà tưởng tượng nha. Và với sự phát triển, sáng tạo không ngừng thì người ta còn cho ra đời những cốc cà phê độc lạ có 102, đảm bảo chưa chắc bạn đã thấy bao giờ đâu. Thứ 5, những cốc cà phê độc lạ nhất hành tinh. Các bạn thân mến, mở đầu trong những cốc cà phê hôm nay mình xin giới thiệu đó là cà phê nhựa đường. Bạn đừng nghĩ là nó làm từ nhựa đường, không phải đâu, mà nó có tên như vậy bởi hình thù đen xì xì không khác gì nhựa đường mà thôi. Màu sắc đó là do sự kết hợp giữa kem tươi whipping, tinh than trộn với bột cacao, siro sô-cô-la cùng hỗn hợp kem dừa, sữa hạnh nhân, espresso đá xay bên dưới. Và hiện chỉ được bán ở cafe Rouse K của New York, Mỹ mà thôi. Và sự thú vị trong thế giới cà phê tiếp theo phải nhắc tới ly cà phê đám mây khổng lồ. Đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các tín đồ sống ảo, với mức giá khoảng $9, tương đương với 210.000 đồng cho một ly. Đặc biệt không kém thì cà phê nghệ thuật, không chỉ để uống mà cà phê Latte Art còn ra đời. Đây là nghệ thuật dùng sữa tươi nóng rót vào cà phê nhằm tạo ra những hình vẽ đầy họa tiết và độc đáo. Thế còn cà phê in hình mặt người thì sao nhở? Các bạn chỉ cần bỏ ra thêm từ 5.000 cho đến 10.000 đồng khi mua cà phê thì sẽ được in hình cá nhân của mình phía trên mặt kem của cốc cà phê. Và chỉ cần đợi một lúc là có một bức hình cà phê khá là chill luôn. Và các bạn thấy sao về những cốc cà phê độc lạ vừa rồi? Bạn còn biết thêm những loại cà phê kỳ lạ nào nữa thì nhớ comment bổ sung thêm nhá. Ngay sau đây, các bạn sẽ không khỏi kinh ngạc trước những kỷ lục khá bất ngờ về cà phê đâu. Thứ 6, những tuyệt tác kỷ lục về cà phê. Cà phê thì không chỉ đơn thuần là một loại đồ uống, mà nó còn biến mình trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy độc đáo khiến bất cứ ai cũng đều phải kinh ngạc đấy nha. Đầu tiên đó là những bức tranh làm từ bột cà phê lớn nhất trên thế giới. Bức tranh đầu tiên của nghệ sĩ Nam Phi Percy Maimela rộng tới 25m² và được vẽ hoàn toàn bằng cà phê. Được biết, anh Maimela đã mất 4 tiếng đồng hồ để hoàn thành bức tranh chân dung của nghệ sĩ DJ nổi tiếng Nam Phi này và cũng đã vinh dự ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness. Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là bức tranh to cha bá của cô Ohus Abdullah Amaki đã mất 45 ngày để phác họa chân dung của nhà lãnh đạo nổi tiếng Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trên nền diện tích 200m². Và những người nghệ sĩ này đều sử dụng bột cà phê đã hết hạn để làm ra những tuyệt tác này và cho thấy rằng cà phê luôn có giá trị ở bất cứ vai trò nào của nó.
Nhưng bất ngờ không kém thì phải nói đến ly cà phê cực khủng nặng tới 1,2 tấn thuộc về thương hiệu Vina Cà Phê, ra mắt trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, từng họa tiết trên ly cà phê được hai họa sĩ Việt Max và Đan Nguyễn đã mất 10 giờ liên tục để hoàn thiện bức tranh graffiti lấy cảm hứng từ mảnh đất và con người Buôn Mê Thuột trên ly cà phê khổng lồ. Sau khi được trưng bày tại lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột, ly cà phê sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Văn hóa tỉnh Đắk Lắk để mọi người có cơ hội được chiêm ngưỡng di sản văn hóa độc đáo này. Thật là tự hào về cà phê của Việt Nam các bạn nhở. Tuy là nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng đến như vậy, nhưng cũng có một sự thật khiến các bạn khó mà tin nổi luôn. Thứ 7, cà phê từng là đồ uống bất hợp pháp. Mặc dù cà phê được coi là một nền văn hóa ẩm thực được Guinness công nhận với các kỷ lục, tuy nhiên, cà phê từng bị tuyên bố bất hợp pháp bởi 3 lần tại 3 nền văn hóa khác nhau. Đầu tiên là việc thống đốc Mecca của thành phố ở Ả Rập cấm cà phê vào năm 1511. Ông nói rằng trong quán cà phê, những người đàn ông và phụ nữ gặp gỡ chơi violon và cờ tướng. Chưa kể là những việc trái pháp luật thiêng liêng của chúng ta. Vì cho rằng cà phê là nơi vui chơi không lành mạnh nên thống đốc đã cấm mặt hàng này hoàn toàn. Lần thứ hai là vào năm 1675, vua Charles đệ nhị đã cố gắng cấm những quán cà phê bởi ông cho rằng đó là nơi ươm mầm của nổi loạn. Tuy nhiên, ông đã phải rút lại thông báo của mình sau đúng 11 ngày vì sự phản đối kịch liệt từ phía người dân. Tiếp đến là Frederick Đại Đế là người thứ ba ban hành lệnh cấm thức uống này ở Đức năm 1677. Ông cố gắng ngăn chặn việc nhập khẩu cà phê xanh vì cho rằng nó cạnh tranh với các sản phẩm của địa phương khác. Và thật không ngờ rằng cà phê cũng có những số phận như vậy các bạn nhỉ. Nhưng mà chưa hết đâu nha. Tiếp theo, chúng ta cùng khám phá những lợi ích không thể tưởng tượng được của cà phê mang lại đâu. Thứ 8, những công dụng tuyệt vời của cà phê. Các bạn ạ, sau khi mà dùng cà phê xong, đừng vội bỏ đi hết bã cà phê bởi nó có vô vàn những tác dụng thần kỳ mà các bạn không thể tưởng được. Đầu tiên đó là tắm trắng và tẩy da chết. Chỉ cần các bạn làm sạch da rồi trộn bã cà phê với nước hoặc là sữa tươi hay là sữa chua không đường, rồi sau đó chà sạch lên da và ủ khoảng 10 đến 20 phút là các bạn có một làn da mịn màng và trắng sáng rồi. Đặc biệt, dùng tắm cho cả thú cưng còn trị được cả bọ chét hiệu quả luôn. Tiếp đó là công dụng bón cho cây trồng. Các bạn chỉ cần pha hỗn hợp với nước này, bã cà phê và một ít đường rồi tưới vào cho những cây trồng thì nó sẽ vô cùng tươi tốt. Một công dụng không thể tuyệt vời hơn đó là khử mùi tủ lạnh. Các bạn chỉ cần cho bã cà phê vào một cái chén rồi để trong tủ lạnh hoặc tủ đông để khử mùi từ những thực phẩm là rất ok luôn. Bên cạnh đó thì để diệt những côn trùng và sâu bọ gây hại, các bạn hãy cho bã cà phê vào một cái chén ở chỗ côn trùng hay lui tới. Ngoài ra, bạn có thể ngăn chặn sâu bệnh ốc sên vào vườn cây của mình bằng cách rải bã cà phê xung quanh cây trồng. Thế là xong! Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những điểm ly kỳ và thú vị đằng sau những ly cà phê thơm ngon mà chúng ta vẫn hay uống. Và các bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất thì đừng quên comment bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nha. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.